bây giờ thì... anh đứng cầu hả, anh cháu bảo là con này đứng cầu, đứng quá cầu, đứng cầu này. Đây, con mồi của hai cháu này bắt đầu đem ra rừng này để thử đây xem nó có gọi không. Đây là cảnh xem bẫy chim. Mình xin chào tất cả mọi người. Mình đang ở dưới khu vực này để trồng thêm những cây trứng cá. Thì có hai bạn ở cách mình khá là xa, quê gốc ở tận Mù Căng Chải cơ, và đang làm ở công ty ở dưới Vĩnh Phúc mình, thì có bảo là mình nhờ test cho một chú chim mồi. Thì nữa tí nữa mình sẽ mời mọi người lên để xem chú chim mồi của hai bạn đó nhá. Thì những cái cây trứng cá này là mình làm theo một số ý kiến của anh em có góp ý cho mình là trồng thêm để mà nó tăng thêm cái nguồn thức ăn ngoài tự nhiên cho đàn chim chào mào ở quanh khu vực nhà mình anh em ạ. Đây mình trồng thêm 3 cây này, vừa trồng thêm một cây này nữa này. Đấy, dự kiến của mình là trồng khoảng 10 cây, nếu mà sau này nó không đủ thì mình sẽ trồng thêm. Đấy, vừa trồng xong đây mọi người này. Thì hai bạn đó đến nhà mình rồi, mình đưa vị trí đến thì đã vào nhà mình rồi. Thì bây giờ mình sẽ mời mọi người lên đó nhá. À, đã ra đây mình sẽ chỉ cho mọi người mình trồng thêm một dãy cây phèn trắng nữa. Thế nhưng mà không hiểu sao nó lên rất là chậm anh em ạ. Đây dưới này thì đây là toàn bộ phèn đen này. Đấy, trại bên này của mình thì mình bây giờ năm nay không ít sử dụng nên cây dại nó mọc rất là nhiều. Còn trại bên kia thì người em mình ở kìa. Đó, thì đây anh em xem mới cây phèn trắng này của mình nhá. Đây là những cái cây đợt bão số 3 vừa rồi đánh đổ ở khu vực mình này mọi người này. Đấy, đây, cái chỗ dãy này là mình đang dồng gây một dãy cây phèn trắng anh em ạ. Nhưng mà năm ngoái mình mới dồng thử hai cây đây, nhưng mà chưa thấy có quả. Mà trước đây mình đánh về là hai cây này ngoài tự nhiên quả rất là sai luôn. Đấy, không hiểu sao nó hơi cằn mà dồng cũng gần nguồn nước ấy chứ anh em. Đấy, ngày xưa đàn chảo màu nó hay nhảy xuống những cái mương này nó tắm lắm này mọi người này. Chính là những cái cành xoan là kìa. Đấy, đây một cây nữa này, gốc này rất là to, lúc ở ngoài mọc rất là nhiều quả luôn. Nhưng mà trồng ở mình đây thì mình chưa thấy nó có quả. Hình như bây giờ mới bắt đầu bói anh em ạ. Hay là nó ăn hết rồi thì không biết. Đây, quả rất là bé luôn. Đấy, mà lúc mình đánh cái gốc này về quả rất là to. Hoặc là ở đây chim nó ăn luôn rồi hay sao anh em ạ. Đây. Đấy. Này, cây năm nay nó lên khá là cao rồi. Và bây giờ mình sẽ về nhà mình để xem hai bạn đang đợi mình đấy đem con mồi đến như nào. Và tí một có thể là nếu mà rảnh thì mình đưa hai bạn đi trải nghiệm mà bẫy chim luôn anh em nhé. Đây có các cô gái kìa mọi người, hai con cô gái đấu nhau. Đấy, đấy. Mấy cháu này đem từ mồi từ quê là Mù Căng Chải đúng không, nhưng mà làm ở dưới Vĩnh Phúc mình. Vừa mua con mồi này 2 triệu đó chứ, để đây gọi em. Để đây thế nào. Đấy, thử mồi cho hai cháu ở Mù Căng Chải. Con này đẹp đấy. Khá đẹp anh em ạ. Bây giờ mình vào mình thử thái độ cho mấy bạn này nhé. Cháu mua được lâu chưa? Vừa mua xong à? Được. À, được hơn tuần đấy á. Thế chưa đi thỉ tí nào à? Chưa. Nay buổi đầu tiên thế thì đem cái treo thử cho nhìn chim ngoài em đấu cái nào này. Xong tí trưa chú đưa đi bẫy thử tí. Đấy, nó để chỗ, để chỗ nó nhìn thấy chim ngoài ấy. Ờ, treo trên dạn được. Nhưng mà có ốp, hôm đấy thử ốp chim chưa? Để kè chim lồng ấy. Chưa thử à? Không, con này có thể có được nhưng không biết giọng nó thế nào thôi, nhưng mà nó nhìn con mồi nó cũng lanh chim lắm. Nó mỏi cổ. Vẫn đứng đấy. Vẫn đứng đấy. Đấy. 4-5 con. 4 con. Con này nữa này. Đấy, nhìn đấy chưa, cánh vừa xòe vừa giật chưa?
đấy đấy đấy, ba bốn con đấy. Đấy đấy, con đuôi đuôi nó xòe xòe đúng không? Nháy nháy đuôi đấy. Quay điện thoại là không zoom tới trên được. Máy quay kia mới tới được. Đấy, đang thử con ở lồng bên phải mồi. Vừa xong lông. Con mồi của hai cháu ở kia là đang treo sẵn ở kia rồi. Chim đang về, đang chui tất xuống dưới. Gần 2 tháng mới đi lật rồi. Hôm nay nó mới xong con bạch nem của cháu, còn mới sợi đuôi nữa mà đã xong hẳn rồi. Đây cái sáng cho ăn đấy ông ơi. Đang xả xuống đấy. Chuối của mấy cháu đem cho mình tặng mình đấy, vừa cài đây một ít đó. Đây là buồng chuối, lại chuối của bán là gì? Hai cháu đem đến cho mình, nó xỉa có lúc gần hết rồi. Con lấy được đấy. Con lấy được. Bộ to được. Không được nữa. 2 triệu. Bà bán con này đi. Nhầu nhầu đến ăn này. Bắt con đấy thì đã có một con đến giữ lắm này cháu ơi, nhìn thấy chưa? Cháu nhìn thấy chưa? Đấy đấy đấy, con yếm đẹp đẹp kìa. Đấy, con đằng sau ấy đang mọc màu kìa. Đấy, con vừa nhảy. Con vừa nhảy ấy. Con đấy tự. Con đấy của yếm rất là đẹp. Đây, tí nữa chú mày đi về là nó ăn hết luôn. Không có gì ngoài chim. Toàn đang đổi lông. Toàn lông đuôi tầng. Đấy, còn đấy chứ. Đấy, đấy. Ui, con này nó cắp tham không? Quánh tảng to luôn. Một mình hot ác thế. Nhìn thấy bọn kia. Cái bọn này chắc là toàn cái bọn nhiều cái bọn bán lưỡi chú nhỉ. Nó đang đuổi lông, bán lưỡi nó đang thế, có con dữ dữ kìa. Hai con. Bạch lại chế dọa này. Bạch bạch bạch. Mỗi con đấy từ nãy giờ nó vẫn căng. Nó ngay thử mấy con mơ cũng thế. Con mồi bên phải này về cho mày tầm tháng nữa nó mới căng này. 4 giờ tháng nó. 20 hôm. Thì nó tháng rồi nó chỉ. Bạch nó vẫn dễ chơi, nó nuôi nhỏ lên. Rồi rồi. Nó chế dọa con bên cạnh này. Từ hết đấy. Đấy. Quay đều sang hai bên. Nó sang hai bên là nó đấu hết hai mặt. Hai con. Bọn nó vẫn chạy bờ, bọn nó vẫn chạy số bù đấy. Bây giờ là mình đem con mồi đi để thử mồi cho hai cháu này, mấy anh em vừa về mất rồi. Thử chim mùa này thì nó không được ưng ý lắm anh em ạ. Đúng ngay con mồi lúc nãy đây thì hôm mới hôm sau thì em kia em thử lại thì em bắt. Đi cháu đi thẳng này. Để anh em theo chân cháu mình nhá. Đây là cảnh xem bay chim này. Mồi của mình vẫn để đây. Đang thử mồi cho hai bạn đây. Đây rồi anh em ơi, sau khi hai cháu chuyển lồng ra đây thì có đến đấu lên này. Tiếc là cự ly này, ui chế đấy. Ui con ngoài chơi hay lắm cháu ạ. Mồi chế hay là không, con ngoài cũng đang chơi cánh tít luôn. Xa quá. Đây rồi cháu ơi, có khi cả chế, quả ngoài cũng chế. Ngoài cũng chế à? Hình như là thế. Rồi được rồi, hai thằng mày hôm nay là đạt công rồi, chuẩn bị dễ được lắm. Cháu ra đây mà xem cái máy của chú đây. Anh đến gần thêm tí nữa không?
con ở trên này này. Đấy, kìa đuôi tuệ tuệ kìa. Đấy, bên tay phải ấy. Đấy, xuống đấy. Một cháu nó đem lên con mồi của chú xuống để ra cho nó đỡ nắng đi. Cả này để đến đấy nó lại. Ờ, lấy cả cái chìa khóa xe của chú xuống nha. Rồi, con mồi không việc gì đâu. Không việc gì, không việc gì được. Úi tội, chú cháu mình đứng xa quá, nó không đến gần hẳn. Lúc nãy con ở ngoài đến rất là căng luôn anh em ạ. Tình huống đầu tiên thì vội quá, không cả dương đồng bay. Có khi nếu mà nó không, lúc nó không đấu là mình phải chuyển chỗ khác. Cả đây là chỗ bãi ăn rồi. Đúng không? Lúc nãy đấu ở ngoài kia có một cặp đến chơi khá là hay, tuy nhiên này, nó là bãi ăn nên không được anh em ạ, không chờ đợi được. Đây, bây giờ chuyển ra đây. 4 con nhỉ. Yeah. Còn con mồi mình treo bên này. 5 con à? 4, 5 con. Thế à? Chú chả nhìn thấy con nào đây. Ai ở đây đây. Một chứng chính là phải treo lên chỗ đấy đấy. Đây nó lên đây này. Đây. Ở đây là con chim non, con chim già nó ở chỗ nào đây? Chim già có phải cái con ở trên đầu lồng bẫy không chú? Chú không biết được ấy. Có một con ở trên. À đây rồi, ở đây là con chim. Rồi, đây một con này. Nhưng mà trên lồng bẫy của cháu là con chim non, má trắng. Ôi, một con lại dễ được lắm. Một con nữa chú ạ. Má trắng, má trắng. Có một con ở bên trên nữa. Ờ, hai con má trắng. Cái má trắng. Ừ. Con già đâu? Con già chưa thấy đâu. Cái con ở lồng của chú, con của chú là chim già hay chim non chú? Của chú cũng có à? Có, một con. À, bên lồng mình mà có một con. Chú. Chim non. Hôm nay đem hai con mồi đi. Non. Đây cháu nhìn thấy cái máy quay chú này. Đúng không? Chim non đúng không? Non mà lại không, chưa thấy đâu. Đấy. Không thấy thấy độ rồi. Hả? Mấy chim non có thấy thấy độ không chưa? Không thấy thấy độ mới. Đấy, đang loanh quanh rồi này. Đấy, con giọng chim đấu đến đấy. Mồi trống. Cái con về sổ đấy là con của chú hả chú? Ờ, con chú đang hót đây. Chuyện con già ngoài. Không, con già ngoài đến hôm qua càng lắm. Nó càng hơn bây giờ. Ừ, hôm nay chưa thấy về. Anh em ạ, à, một buổi hôm nay đưa mấy cháu đi thử mồi này. Thì gặp cũng khá nhiều chim nhưng mà không thành quả. Hẹn mấy cháu mấy bữa khác. Con mồi này hôm nay test thì cũng thấy, trước mắt là cũng thấy ok rồi. Cháu này ở tận Mù Căng Chải làm dưới Vĩnh Phúc mình. Cháu đi về cẩn thận nha. Vâng. Rồi, mình xin chào tất cả mọi người. Hẹn mọi người những clip sau. Đi 30 cây đấy nhỉ? Đi 20 cây. À 20 cây. Đấy, chùm luôn ạ. Thế. Tưởng cái con đầu tiên pha chơi cánh đấy. Nó đi về nhà để chú vào đây chú làm luôn. Chú vào chú ấy hộ. Ờ, về nhá. Chào chú, cháu về nhá. Ờ, về nhá. Vâng. Cháu cảm ơn thời gian của chú nhá. Rồi, chào cháu nha. Cháu về. Anh em thấy nhiệt tình không? Anh em đam mê mà đi khoảng cách khá là xa luôn. Rồi xin chào tất cả mọi người.